Tùy bác quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên với vui. Ma phàn tê và chục con xin vâng. Lên niệm bồ tát ô tha dê các chúng sanh nữ sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới, được chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Xa thu lành thai, hứa ước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân từ khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasatha chapumattha devanagamahichika bunyang no anumodan tichirang Tu sa sa năng a ca sa tha cha pum ma tha đệ quan na ga ma he thi ca bun nhân no anu mo dan ti chi rằng đa khan tu no ga ru a ca sa tha cha pum ma tha đệ quan na ga ma he thi ca bun nhân no anu mo dan ti chi rằng đa khan tu nha ta yo Akasattha chapummattha devanagamahi thikkhappunnyang no anumodan tikkhirang rakkhan tu ba ni no akasattha chapummattha devanagamahi thikkhappunnyang no anumodan tikkhirang rakkhan tu no sadang chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, động vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha Gia, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi phan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên với ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con pháp sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Thamma Gia, Nam mô Sangha Gia. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào Sương Võ, kính chào Tam Quý, kính chào học online, kính chào cô Ái Minh, mến chào Xích Hoa Nguyệt, mến chào Dung Nguyễn, kính chào Diễm Nguyệt, kính chào Tịnh Như, kính chào
là đi bình bình. Dạ, kính chào Ma Vương, vui vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 94. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn tiên phong để ôn bài Pháp Cú Kinh số 94. Dạ, cảm ơn Châu Phan, Giáo sĩ Rạng Đông và đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú đành thay con kính dân Bích Tính Sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đành lễ Đức Phật, con cung kính đành lễ Giáo Pháp, con cung kính đành lễ Chư Tăng, con cung kính đành lễ Ba Ngôi Ân Đức Tam Bảo Cao Thượng. Con cung kính đành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Và con xin được phép ngâm câu kệ số 94 ạ. Rasindiya nisama thanggatani asayatha saratina sudanta pahina manasa asawasa dewa pitasa pihayanti tadinung yasindiya nisama thanggatani asayatha saratina sudanta pahina manasa asawa Sawasa dewa pitasa pihan tita dinung rasin liya ni samathang gatani asayatha sarathina sudanta pahina manasa asawa sawasa dewa pitasa pihayan tita dinung. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngừ, mạng trừ lậu hoặc dứt. Người vậy chư thiên mến. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ đại chính, đảnh lễ chư đại tăng và sư sinh nhường mất này cho đúng không? Sa thú lành thai, sư tự nhận. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, giảng đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, sư Tuệ Nhẫn. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu Pháp Cú số 94. Yassin Riya Nisama Thang Gata Ni asayatha sarathina sudanta pahinama nasa anasawatsa dewa pitasapihayanti tadino yasa sindriyani samathanggatani asa Yatha sarathina sudanta pahinamanasa anasawasa dewa pitasapi hayanti tadino yasindiyani samathanggatani asa yatha sarathina sudanta Pahina manasa anasawasa dewa pitasapi hayanti tadino. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người dạy chư thiên mến. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yasindriyani Samathanggatani asayatha sarathina sudanta pahina manasa anasawatsa dewa pitasapihayanti tadino. Yasindriyani samathanggatani asayatha sarathina sudanta pahina manasa
Anasavasa devapi tasapiha yanti tadino yasindriyani samatham gatani asayatha sarathina sudanta pahina manasa anasavasa devapi tasapiha yanti tadino. Dí như túng mã luyện thành, lục căn chế ngữ xứng danh trượng lòng, nhiễm ô ngã mạn tiêu dông, chư thiên mến mộ giống dòng sa môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giai Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông, chị Nhật Quỳnh, chị Bích Thính Dưỡng nghe rõ. Con kính lãnh lễ tượng tọa minh hạnh Đại Đức Tiện Nhẫn cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 94 ạ. Dạ xin ri gia ni sa ma thang ga ta ni Asaya tha sarathi na su đăng ta Bà hi na ma na ta sa a na sa va sa Để wa bi ta sa Bi ha yang ti ta di no Dạ si thi vi ya ni sa ma thang ga ta ni Asaya tha sarathi na su đăng ta Bahi namat nat sa anasavasa Dewa vitasa bihayang tita dino. Ai nhiếp một cách căng như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt người dạy chư thiên mến. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ si thi ri ya ni sa ma thang ga ta ni Asa ya tha sa ra thi na su đăng ta Bà hi na mát na sa a na sa va va sa De wa bi ta sa bi ha yang ti ta di no. Ví như tuấn mã luyện thành, lục căn chế ngự xứng danh trượng tòng, nhiễm ô ngã mạn tiêu dông, chư thiên mến mộ giống dòng sa môn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong, con xin giờ mít lại cho đạo tràng. Xin mời Sức Đế Minh ạ. Chị Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn. Chị Ái Minh, em kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn chị Hoa Nguyệt, cảm ơn chị Đàn Đông đã cho kết quả âm thanh con xin phép để trả bài câu pháp cú số 94. Giác xin ri gia ni sa ma thần ga ta ni ác sa gia tha và ra thi mà sư đàn tà ba hi na ma na sa na sa giác sa đề và phi tác sa bi ha dành ti tà đi lù về xin đi gia ni sa ma thân ra ta đi a sa gia tha sa ra thi na sư đành ta bà hi na ma na sa na sa qua sa Để qua ti ta sa ti ha dành ti ta đi nô Ai nhiếp phục các căn như bánh xe điều ngự mạng trời lậu hoặc nhất Người vậy chư thiên mến bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu
Xin di gia ni sa ma thân gia ta ni a sa ya tha sa ra thi na su đàn ta ta ni na ma na sa na sa qua sa đề qua đi ta sa bi ha dân đi ta đi nu Ya sin ri ya ni sa ma thang ya ta ni a sa ya pha sa ra thi na su đàn ta ta hi na ma na sa na sa va sa đề qua pi ta sa pi ha dành pi ta đi nô ví như tuấn mở định thành lục căn chế ngự xứng danh trưởng tòng nhiễm mô ngã mạng tiêu vong chư thiên mến mộ giống dòng sa môn cổ thư của hòa thượng Giới Đức và Ái Minh Đa Cha Đầy Phân kính dâng nước lời đầu tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn cô Ái Minh. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư công đức, con thành kính đảnh lễ đại đức huy niệm mười quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài pháp cú kinh số 94. Dạ cảm ơn Răng Đông. Ya sin di ya ni samathan gata. Ya sin di ya ni sama ma than ga ta ni a sa ya tha sa ra thi na su dan ta ma he na ma na sa na sa wa sa de wa bi ta sa bi ha yan ti ta di no ya sin di ya ni sa ma than ga ta ni a sa ya tha ra thi na su dan ta ba he na ma hê na ma na sa na sa wa sa đề wa vi ta sa bi ha yan ti ta di no ya sin di ya ni sa ma than ga ta ni a sa ya tha sa ra thi na su đàn ta ma hê na ma na sa na sa wa sa đề wa vi ta sa ba hê yan ti ta ni di no ai nhiếp phục các căn như bánh xe điều ngự mạng trừ lậu hoặc dứt người như vậy chư thiên mến. Dạ đây bà bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ xin tri gia ni sa ma tha gan ta ni a sa ya tha sa ra thê na su đàn ta ba hi ma na sa na su wa wa sa đề wa bi ta sa bi ha chan ti ta di no cha xin di ya ni sa ma than ga ta ni a sa ya tha sa ra thê na su đàn ta bà hi na ma na sa a na sa wa sa đề wa bi ta sa bi ha yan ti ta di no ai nhiếp phục ví như hướng ví như tuấn mã luyện thành lục căn chế ngự xứng danh trượng tầm nhiễm ô ngã mạn tiêu vong chư thiên mến mộ giống dòng sa môn. Dạ đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, mến chào Sứ Khá. Anh Đức Khá dự vào đạo tràng. Sứ Khá ơi, Sứ Khá có kể kinh được không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm dự vào đạo tràng. Sứ Khá ơi, có cầm mic được không? Hôm nay có cầm mic được không Sứ Khá? Hôm nay không cầm mic được. Rồi, mic ế. Đồng hồ của Nhật Bình thì còn tới 6 phút.
mà hôm nay dạ kính chào viên say về giao đạo tràng. Dạ mà hôm nay là ngày giảng của đại đức Minh Mẫn, mà con thì cũng không chưa thấy đại đức Minh Mẫn vào đạo tràng. Dạ con không biết là đại đức Minh Mẫn có quán chuyển với đại đức Quy Niệm không sư? Dạ nếu có thì sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ đại đức Quy Niệm có nghe được âm thanh con không bạch sư? Thì cho con một tín hiệu. Wow, dạ sa thú chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hướng dẫn cho chúng con ôn bài pháp của kinh số 94. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô ấy Minh, xích trần đạo, xích rần âm đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắc tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức Quy Niệm giảng bài pháp của kinh ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ nam mô Tham Ma. Dạ nam mô Sang Kha. Dạ nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, rỡ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp bầu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngập người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết làm mở đảo giải đời, nhắm vương lập cả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ sát vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tham giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy. Giá và đạo tràng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Quy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 95. Và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Kính đến lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay sư giảng dùm cho đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Minh Mẫn. Rồi thứ sáu thì đại đức Minh Mẫn sẽ giảng lại cái buổi học của sư. Nhưng mà hôm nay có thể chúng ta sinh hoạt nghỉ sớm trước khoảng 5 phút hoặc 10 phút để sư thở oxy, rồi xong đó sau đó sư cũng phải qua bên lớp Bút Thá Thâm Má để sư giảng nữa. Bởi vì Đức Pháp Đăng cũng nhờ Đức Pháp Tính điện mới vừa nãy nhờ điện giảng cái dùm cho Đức Pháp Đăng, đổi ngày hôm nay ngày mai Đức Pháp Đăng sẽ giảng lại, cho nên chúng ta có thể kết thúc cái lớp học sớm 5-10 phút để suy nghĩ một chút. Rồi bây giờ thì để khỏi mất thời gian,
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái phần đầu tiên, đó là cái phần từ vựng. Trước khi bắt đầu cũng như thường lệ, chúng ta làm lễ tán dương Đức Tam Bảo, sau đó mình sẽ học bài hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán Đức Chánh Đẳng Giác ấy. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng Bảo, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước duyên của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Cũng như thường lệ, sư sẽ đọc ba lần, sau đó mình sẽ đi vào phân tích từ vựng ở mỗi đoạn. Ở đây cận ngôn này đã được Đức Phật ngài giảng như sau. Patthavi sammo no viruchati indakilu pamo tadi subbato rahado va apeta katdamo sansara na phavanti tadino. Lần thứ hai thưa quý vị. Patthavi sammo no viruchati indakilu pamo tadi subbato Rahado va apeta katdamo sansarana phavanti tadino. Lần cuối cùng. Patthavi sammo no viruchati indakhilo pamotadi subbato Rahado va apeta katdamo sansarana phavanti tadino. Chúng ta có từ đầu tiên mình có là Patthavi Sammo. Patthavi Sammo đây là một nhóm từ bao gồm Patthavi cộng cho Sama. Patthavi danh từ này là danh từ nữ tánh. Patthavi là có nghĩa là đất đó thưa quý vị. Ở đây có nghĩa là muốn nói đến mặt đất đó, mặt đất quả địa cầu. Sá má là một tính từ ngang bằng. Hoặc là giống như, ví như. Patthavi Sammo có nghĩa là ví như quả địa cầu, ví như quả địa cầu. Tiếp đến mình có bất biến từ nát. Ở đây có nghĩa là no thưa quý vị. No có nghĩa là không, nát có nghĩa là không. Và mình có một động từ là viruchati. Viruchati có nghĩa là không có thù hận. Viruchati có nghĩa là thù hận. Thù hận. No viruchati có nghĩa là không có thù hận, không có thù hận. Rồi kế đến mình cũng có một nhóm từ nữa bao gồm Indakhila và Upama. Indakhila đây là một danh từ nam tánh, có nghĩa là cái cột trụ hay là cái cột chống đỡ
Nhưng mà cái cột trụ Indakhila, cái từ Indakhila này ở đây nó không có nghĩa là cái cột trụ thông thường như là mình cái trụ nhà hay là những cái cây bình thường, mà ý muốn nói đến cái trụ chống đỡ, cái cột trụ giống như là mang cái ý nghĩa sức mạnh mà nó có liên hệ đến các vị thiên nhân. Cũng giống như hồi xưa mình hay coi phim Tề Thiên Đại Thánh có cái cột mà nó chống đỡ còn trụ trời vậy đó, đó kiểu vậy đó, thì cái chữ mà cái cột trụ mà Indakhila này là ý nghĩa đó đó, ý nghĩa đó, nó không phải là cột trụ bình thường. Từ Upama này nó cũng là một tính từ. Upama có nghĩa là ví như. Indakhi lo upamo indakhi lúc upamo có nghĩa là ví như cái cục trụ chống đỡ, cục trụ chống đỡ. Cái đấy mình có tính từ là ta đi, được chia theo chủ cách số ít, cho nên ở đây là ta đi. Ta đi có nghĩa là đức tính, đức tính, đức tính là phẩm chất, đức tính. Rồi mình có từ Supatta. Supatta từ này là tính từ năm tánh, và ở đây được chia ra chủ cách số ít, cho nên trở thành là Supatto. Supatto có nghĩa là vị có cái sự hành trì tốt đẹp, vị có cái sự hành trì tốt đẹp. Cái đến mình có từ, mình có nhóm từ là Appetta Kaddamo. Appetta là một quá khứ phân từ. Appetta có nghĩa là đã được đi khỏi, đã được đi khỏi, đã rời khỏi, rời khỏi, đã đi khỏi. Cách đá má là một danh từ nam tánh. Cách đá má có nghĩa là bùn, bùn đất á, bùn lầy, bùn lầy. Ape tá cách đá mô, nhóm từ này có nghĩa là không có bị lấm lem bởi bùn lầy, có nghĩa là không có bị, không có bị bùn nhơ, không có bị bùn nhơ, không có bị bùn làm cho bị dơ bẩn. Như vậy thì Pathavi Sammo no viruchati indakhi lupamo ta di suppato rahado va Ape ta cách đa mô. Vị nào mà có sự hành trì tốt đẹp thì cũng ví như là quả địa cầu này vốn không có cái sự hận thù, cũng ví như là cái cột trụ chống đỡ, và cũng tương tự y như cái mặt hồ đã không có vết bùn, đã không có vết bùn. Rồi đoạn cuối mình có là Sansara Napavanti Tadino. Sansara, đây là một danh từ nam tánh đã được chia ra chủ cách số nhiều. Sansara có nghĩa là luân hồi, thưa quý vị, sự luân hồi.
Rồi. Còn ba từ còn lại thì nó cũng tương tự y như những bài trước. Như vậy thì ở đây toàn bộ kệ ngôn pháp cú là Patavisamo no Viruchati Indakhi Lupamota di Subbato Rahado wa Ape Takadamo Sansara na Phavantita di no. Vị đã có cái sự hành trì tốt đẹp thì cũng giống như là quả địa cầu không có cái sự hận thù, cũng giống như là cái cột trụ chống đỡ mọi thứ, và cũng tựa như hồ nước không có bị bùn nhơ, không còn các sự luân hồi đối với vị ấy nữa. À, đó là cái ý nghĩa của việc dịch văn xuôi. Ở đây Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch theo kệ ngôn như thế này: như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi bị ấy. Đó là cái phần từ vựng mà chúng ta đã hoàn tất. Rồi bây giờ thì tiếp theo là mình sẽ đi đến phần duyên sự. Ở đây kệ ngôn pháp cú này có nguồn gốc từ duyên sự của Ngài Sariputta. Và Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết kệ ngôn này khi Ngài ngự tại Cetavana Vihara. Lúc bấy giờ, sau khi đã mãn hạn an cư mùa mưa, trưởng lão Sariputta muốn đi du hành, bèn vào xin bạch với Đức Thế Tôn, sau đó cáo lệnh từ và ra đi cùng với chư tăng của mình. Thì trong số cái hội chúng chư tăng đi chung thì có nhiều các vị ở nhóm khác cũng đi theo các vị cũng đi theo trưởng lão. Những vị tỳ khưu được trưởng lão biết tên rõ ràng á thì Ngài Sariputta Ngài có cái sự chào đón theo tên họ của các vị tỳ khưu gần gũi. Có một vị tỳ khưu ở trong số đó, ở trong cái nhóm khác cũng đi chung, lúc đó không có được trưởng lão lưu tâm đến, cũng đứng lẫn lộn ở trong hội chúng. Thì vị tỳ khưu này lúc bấy giờ mới cảm thấy là mình bị bỏ lơ, không có được ưu đãi và thân mật y như bao nhiêu các vị tỳ khưu khác, cho nên đã có tâm buộc hoàn trái với Ngài. Và cũng trùng hợp lúc bấy giờ trưởng lão đã vô tình để cái y Sankhati, tức là cái y tăng trần lê ấy, thưa quý vị, chạm vào mình cái vị tỳ khưu đó. Với cái sự việc như vậy, do bởi có cái tâm đã hiềm hận, cho nên tỳ khưu đó đã cho rằng Ngài Sariputta là một bậc ỷ mình là bậc thượng thủ thinh văn lớn hạ lạp ở trong hàng tăng chúng, cho nên trong khi trên đường đi vân du đã đánh bể vành tai và mà không có cái sự hối lỗi. Đó là những lời mà vị đó đã nói với Đức Thế Tôn về cái sự việc trong lúc đi vân du như vậy. Thì lúc bây giờ bậc đạo sư, thưa quý vị, đã cho gọi trưởng lão Sariputta vào để mà phân xử. Thì trong đó cũng có sự hiện diện của Ngài Mahamoggallana và Ngài Ananda. Và cả hai vị này đều nghĩ thầm mà Ngài Đại Đức Sariputta hẳn không có đánh vị tỳ khưu này,
Và nếu như bậc đạo sư không biết rõ sự thật thì sẽ oan cho sư huynh Sariputta. Tuy nhiên lúc bấy giờ với cái tác ý muốn để cho trưởng lão Sariputta rống lên cái tiếng rống của sư tử, cho nên hai vị đã triệu tập hết tất cả chư tăng hội họp lại để chứng kiến cái sự việc. Thì lúc bấy giờ thưa quý vị, khi được Đức Thế Tôn ngài hỏi về sự tình, thì thay vì ngài Sariputta ngài trả lời một cách trực tiếp là ông không có làm cái việc đó, mà ngài lại trả lời theo một cái hướng trình bày. Bằng cái việc thuyết trình về cái phẩm chất mà đối với một vị tỳ khưu tu tập quán xét về vô ngã. Ngài đã trả lời rằng bạch ngài thật vậy, bạch Đức Thế Tôn, đối vị tỳ khưu nào chưa thuần thục trong đề mục niệm thân, tâm còn luyến lưu bạn đồng phạm hạnh nào đó, chưa dứt bỏ được thì nên đi hành đạo. Sau đó trưởng lão đã trả lời như sau: bạch ngài cũng ví như mặt đất, trên đó người ta bỏ đồ sạch hay đồ dơ vẫn bình thường, tâm cũng bình thường, và mặt đất như vậy đối với mọi cái sự thị phi. Sau đó ngài dùng hình ảnh của nước nè, lửa nè, gió, bụi như thanh niên Chiên Đà La, như bò đụng sừng, như chén mở đặt. Vả lại tự thân mình thật đáng ghê tởm như xác rắn chết sình, như chảo chiên, như chảo chiên dầu mỡ, thứ nào có gì đáng trân trọng để mà gìn giữ, để mà bảo trì. Thì khi trưởng lão đang trình bày hết bằng những cái hình ảnh ví dụ những vật như thế, thì quả địa cầu đã rúng động. Đến khi trưởng lão đã ví mình như từng hạt bụi, đến thanh niên Chiên Đà La, đến chảo chiên dầu mỡ, thì các vị tỳ khưu còn là phàm phu á, thì không cầm được nước mắt, có sự rúng động bởi vì kinh cảm đối với pháp. Và trong khi trưởng lão đang thuyết trình về các đức tính theo phần tự thứ lớp như vậy, thì vị tỳ khưu kia toàn thân đã bị nóng như là bị lửa đốt. Vị ấy mới quỳ mọp dưới chân bậc đạo sư và vừa thú nhận cái sự cáo gian của mình đối với trưởng lão Sariputta. Thế rồi Đức Thế Tôn ngài mới bảo trưởng lão Sariputta rằng: này Sariputta, hãy tha tội cho kẻ này để cho đầu của hắn khỏi bị bể thành bảy mảnh. Và trưởng lão đã ngồi xuống chắp tay và nói rằng: bạch ngài, con tha thứ cho vị tỳ khưu này và xin trưởng lão ấy hãy xá tội lỗi cho con nếu con có lỗi. Các tỳ khưu nói chuyện với nhau: này các đạo hữu, hãy nhìn xem, trưởng lão có đức độ vô thượng. Bây giờ đối với vị tỳ khưu nguyên là vị cáo giả dối như vậy, nhưng mà trưởng lão không có một cái tâm giận hờn, lại còn tự mình ngồi chồm hổm chắp tay và xin sám hối. Đức Thế Tôn ngài nghe câu chuyện Chư Tăng bàn luận như vậy, sau cái sự việc xử lý xong thì ngài mới dạy rằng: này các tỳ khưu, không thể nào làm cho hạng người như Sariputta phát sanh tâm sân. Này các tỳ khưu, tâm của Sariputta bình thẳng như mặt đất, kiên cố như cột trấn của chư thiên, thanh tịnh như nước ao không có bùn.
Sau khi đã nói như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài nói lên kệ ngôn pháp cú. Patavi Samo no viruchati indakhilu pamo ta di subbato rahado wa apeta katamo sansara na phabanti ta di no. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Thì sau khi cái pháp thoại chấm dứt như vậy thì có 9.000 tỳ khu, 9.000 vị tỳ khu đã đắc được quả A La Hán cùng với 4 tuệ thân tích, thưa quý vị. Đó là cái phần duyên sự của bài học ngày hôm nay chúng ta học. Ở trong phần này nó có nhiều điểm rất là hay. Sư đọc trình bày cho quý vị xong, sư mới nhớ ra. Điều thứ nhất, quý vị chờ sư xíu. Ở đây có 3 chuyện. Việc thứ nhất là hồi xưa, thưa quý vị, chư Tăng ít khi nào mà ở yên một chỗ trong một cái thời gian lâu lắm. Bởi vì các ngài sau khi thường á, là chỉ có những tháng an cư mùa mưa thì các vị mới có cái sự cấm túc đi lại không có nhiều thôi. Nhưng mà sau khi trong những cái khoảng thời gian còn lại, nhất là sau khi vừa an cư mùa mưa xong á, thì các vị ấy hay rời chú xứ đó, hay rời chú xứ đó để mà đi vân du đó. Điều này thưa quý vị, nó cũng có cái, nó cũng có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là các vị phải đi ở những nơi này nơi khác bởi vì có những chuyện cần phải làm mà liên hệ đến việc giúp đỡ cho những chúng sanh khác để mà được biết pháp. Đó là nguyên nhân thứ nhất, thuộc về hướng đến cái sự lợi ích cho những đối tượng bên ngoài. Cái nguyên nhân thứ hai thưa quý vị, đó chính là khi mà mình có một cái đời sống như vậy á, nó cũng không có bị vướng mắc vô cái chúng sinh. Ở đây dĩ nhiên là muốn nói đến đối với những vị mà phàm phu á, thì đúng là nó có cái trường hợp thứ hai này. Còn đối với những bậc thánh vô lậu á, thưa quý vị, thì nó chỉ có một cái nguyên nhân đầu tiên thôi, có nghĩa là vì cái sự lợi lạc của chúng sanh khác và có một số những công việc cần phải làm trong cái đời sống tu tập. Nó chỉ có một nguyên nhân thôi. Còn về phàm phu đó, thưa quý vị, là nó có cả hai nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân thứ hai nữa là khi mình ở một chỗ riết đó, thưa quý vị, thì nó cũng bị coi như là giống như nó dính mắc vô cái nơi trú xứ đó mình ở. Cho nên chính vì thế mà trong cái sinh hoạt của chư tăng đó, thưa quý vị, ở trong luật đó, cũng có trình bày là chư tăng sẽ giao phó công việc cho một số những vị mà có đủ những cái phẩm chất để mà làm những công việc đó cho tăng chúng, chẳng hạn như là trụ trì nè, ở đó để mà lo sắp xếp chỗ ở cho chư tăng tại bổn tự theo hạ lạp. Đồng thời đối với những cái vật dụng liên quan đến ở trong cái ngồi ở trú xứ đó thì phải biết dòm ngó bảo quản và hướng dẫn cho các vị khách tăng, vân vân. Nói chung là giống như là quản gia vậy đó, nhưng mà cái thời hạn nó không phải là vĩnh viễn, thưa quý vị,
nó có một cái thời lượng thời gian nào đó thôi, sau đó cũng nên thay đổi, cũng nên thay đổi. Ở Ba Óc á, ở trường thiền Ba Óc hay có cái cách sắp xếp như thế này, giống như vậy. Điều này cũng cho thấy rằng thứ nhất là mình chọn ra được những vị có năng lực để giúp đỡ cho hội chúng thuận về tu tập, và thứ hai thưa quý vị, cái việc luân phiên không có bị chết cứng ở một chỗ, không bị chết cứng ở một chỗ thì nó sẽ không có bị sanh ra những cái lậu hoặc, không có bị sanh ra những cái tiêu cực từ cái việc mà ôm cứng vô một cái vị trí nào đó, nhất là phàm phu, đúng không? Nhất là đối với phàm phu. Rồi, cho nên cái việc đi vân du hồi xưa của Chư Tăng cũng rất là thường xuyên, rất là thường xuyên. Rồi, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là con người chúng ta đôi khi có những cái mình hay bị một cái tật, đó là khi không được người khác, người ta để ý, người ta dòm ngó, người ta ưu ái hơn thì mình không có vừa lòng. Cái này nó là một cái sự thể hiện của cái tâm ganh tị, tâm ganh tị, tâm ganh tị. Cho nên ở trong cái cuộc sống của mình á, khi mà mình làm việc ở trong một tập thể đó, khi mà mình được ưu ái hơn đó thưa quý vị, nó cũng là một vấn đề để cho những cái người khác, người ta khởi cái sự ghen ghét, không có ưa thích đối với mình. Rồi kể cả trong gia đình cũng vậy. Như mình có tổng cộng 4-5 người con đi, mà mình thương đứa nào hơn là cũng có chuyện. Cái này là sự thật thưa quý vị. Điều này là sự thật. Chính bản thân sư cũng rớt trong cái tình cảnh đó. Chẳng hạn như sư cũng là đóng vai trò là người cháu, con cháu trong gia đình. Nhưng mà nếu như mà cô chú hay gì á mà thương mình hơn á, ưu ái mình hơn á, thì những người cháu khác á cũng không có được vui. Tuy nhiên nó chưa có đến cái mức độ mà coi như là ghen ghét hay là hiềm hận quá trời quá đất, nhưng mà nó cũng có những cái mầm móng thể hiện qua những cái câu nói, nó rất là, nó mang cái vị rất là hơi chua chát một chút. Nó cũng thể hiện được cái sự ghen ghét thưa quý vị, ganh tị, ghen đó, ghen thương, ghen tuông với cái tình cảm. Thì chúng ta nên biết như thế này, tham ái đó, thưa quý vị, sự dính mắc đó, thực ra cái bản chất của nó là nó luôn mong muốn mọi thứ tốt đẹp về phía mình, tùy theo lĩnh vực mà mình nói thôi. Chẳng hạn như về đối với vấn đề tình yêu nam nữ đi, thì cái ghen ghét này nó cũng thể hiện trong cái lĩnh vực đó. Rồi kể cả trong tình cảm giữa thân quyến với nhau, thì cái ghen ghét này thưa quý vị, cái tham ái về tình cảm này á, mình luôn muốn người trong nhà mình chỉ tập trung vào mình thôi. Cho nên từ đó nó cũng sản sinh ra cái pháp gọi là ganh tị. Rồi trong đời sống, trong đời sống bình nhật, ở bên ngoài cũng vậy nữa. Khi mình làm công cho người khác mà ông chủ mà thương mình hơn á, thì cũng có chuyện. Cho nên kể cả trong cái vấn đề mà tu tập cũng vậy. Khi mà ở trong một cái tập thể, một cái hội chúng, khi mà mình không có được lưu tâm đến nhiều, mình không có được nhìn ngó đến nhiều, thì lúc bây giờ chúng ta cũng khởi sanh cái
cái sự đố kỵ, cái sự ghen ghét, cái sự ghét tị. À, chính vì thế mà đây là một cái pháp mà nếu như mà mình không có nhận ra được, mình không có nhận thấy ra được cái đó là cái chướng ngại, đó là một lỗi lầm, đó là một cái điều không nên có. Bởi vì khi mà mình ghen ghét đó, thưa quý vị, nó chỉ có hai cái vấn đề thôi. Thứ nhất là tự làm khổ mình trước rồi đó. Mình tự làm khổ mình trước rồi đó. Bởi vì cái ganh tị á, nó vốn nó là bản chất là tâm sân. Tâm sân. Mình thấy người khác được ưu ái hơn, hỏi thăm hơn, chăm sóc nhiều hơn, lúc bây giờ mình cảm thấy nóng nảy, bực bội. Bực bội. Rồi đó là một cái bất lợi thứ nhất. Bất lợi thứ hai á, là từ cái việc này nè, nó sẽ tạo ra vô số những cái nghiệp ác mà mình có thể sẽ thực hiện để mà giành giật, để mà giành giật cái sự thương yêu của người khác, sự ưu ái của người khác. Đó là hai cái điều mà khi mà mình vướng phải cái pháp này, nó tạo ra cái sự bất lợi. Cho nên chính vì thế, ở trong cuộc sống tu tập của mình á, mình áp dụng như thế nào để mà có thể trấn áp được những cái pháp mà phàm phu của chúng ta thường hay bị vướng phải. Thưa quý vị, về cái lĩnh vực này á, riêng về cái kinh nghiệm của cá nhân bản thân sư, thì sư làm theo cái cách như thế này. Bằng chứng là cái pháp tu tập đó, thưa quý vị, nó có nhiều những cái cách để mình áp dụng lắm. Nhưng mà tùy theo mỗi người hợp theo cái hình thức nào thì chúng ta vận dụng theo cái cách đó để mà chúng ta trấn áp những cái bất thiện của chính bản thân mình. Đối với sư, trong trường hợp này sư hay dùng một cái cách như thế này. Sư đem hai cái điều mà mình thường hay suy nghĩ đến và tâm đắc. Thứ nhất đó, đó là sư khi mà nhìn thấy một người khác, người ta được ưu ái hơn, người ta có cái sự thành công hơn, hay là được người khác người ta quan tâm hơn, thì sư nghĩ đến cái vấn đề là đó là cái phước của vị đó. Đó là cái phước của vị đó, thưa quý vị. Cho nên điều đó, vị đó xứng đáng được thọ lãnh. Bởi vì nhân quả mà, mình có niềm tin với nhân quả thì mình phải tin vô phước với tội chứ. Đó là cái cách suy nghĩ thứ nhất. Nó có một cái hình thức thứ hai nữa mà sư thường hay nghĩ đến khi nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy. Đó chính là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Và có những con người á, người ta đã có những pháp nó tương đồng, nó phù hợp với nhau thì người ta sẽ dễ cảm mến nhau hơn. Thì khi mà mình hiểu ra được điều đó, thưa quý vị, mình sẽ không có bị rơi vô cái sự đố kỵ ngay trong lúc đó. Thật sự là như vậy. Bởi vì mình không có nhận ra được đó là điều mà người khác, người ta xứng đáng được thọ lãnh do bởi cái phước báu của họ. Và cái thứ hai đó chính là mỗi chúng sanh ở trong cái cuộc đời này sở dĩ đến gần nhau, thương yêu nhau và thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện hợp với nhau là do mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Họ hợp nhau cho nên họ thích gần nhau. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Chính vì thế mà mình thấy đâu phải ai mình cũng lại mình nói chuyện được một cách vui vẻ đâu, thưa quý vị. Sư nói thật á, sự thật là như vậy. Và bằng chứng là ngay chính kể cả cái cuộc đời của sư cũng vậy nữa. Cái số người mà nói chuyện hợp á với sư á cũng không có nhiều.
không có nhiều, bởi vì nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là sư cũng ít có lăng xả để mà tiếp xúc nhiều, bởi vì sư không có cái khuynh hướng đó. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai á, là cái tính của mình nó cũng hơi coi như là trời ơi đất hỡi, chặn thượng á, cho nên nó cũng không hợp với người ta lắm, nó cũng không có hợp. Cho nên chính vì thế mà mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, thưa quý vị. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Kể cả trong cái việc mình học tập pháp cũng vậy đó, học pháp tu tập cũng vậy đó. Có những vị lại rất hoan hỷ với Đại Đức Tuệ Nhẫn trong cái việc thuyết giảng về pháp. Quả thực là vậy, thưa quý vị. Có những vị lại rất là hoan hỷ với cái sự thuyết giảng của Đại Đức Pháp Tân chẳng hạn. Và tương tự những vị khác cũng vậy. Cho nên khi mà chúng ta suy xét đến sở dĩ người khác người ta thương yêu nhau, người ta ưu ái với nhau, là do thứ nhất là do cái phước của họ, họ xứng đáng được như vậy. Phước của người ta lấy được. Và cái thứ hai là hợp với nhau, là họ mến nhau, là do mỗi chúng sanh có cái khuynh hướng, có nghiệp riêng. Khi mình hiểu như vậy thì mình sẽ không có, mình không có bị rơi vô cái sự đố kỵ, thưa quý vị. Không có bị rơi vào sự đố kỵ. Đó là như vậy. Rồi, đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba ở đây trong phần duyên sự này á, đó là chúng ta thấy qua cái sự việc Đức Thế Tôn ngài vấn trưởng lão Sariputta về sự việc, thì ngài Sariputta ngài thay vì ngài trả lời dứt khoát là con không có làm, nhưng mà ngài lại trình bày coi như là rất là nhiều cái ý nghĩa về pháp. Thì sở dĩ ngài trình bày như vậy, thưa quý vị, cũng cho thấy được là đúng là đối với một vị thượng thủ thinh văn, chỉ trong một cái vấn đề nó rất là cơ bản thôi, đó là có làm hay không có làm, có làm hay không có làm, nhưng mà ngài đã thông qua cái sự việc này mà thể hiện được cùng một lúc ba cái mục đích, cùng lúc ba cái mục đích của vấn đề. Thứ nhất là cái cách trả lời của ngài á, ngài nói rằng ví đối với một vị cũng giống như là đất rồi nước rồi lửa rồi gió, không hề coi như là phẫn nộ trước những như mặt đất, không có sự hiềm hận phẫn nộ đối với những ai mà người ta quăng những thứ tốt, những thứ xấu ở trên đó, nó cũng có mảy may gì. Và tương tự như vậy những cái hình thức còn lại, ngài trả lời như vậy. Thứ nhất là đã giải quyết được vấn đề, là ngài cũng đưa ra một cái đáp án là ngài không có làm. Đưa ra đáp án là ngài không có làm việc đó. Cái vấn đề thứ hai á, thưa quý vị. Cái vấn đề thứ hai đó chính là ngài hiểu được cái ý của Đức Thế Tôn. Muốn thông qua cái sự việc này á, chỉ với một câu hỏi thôi, về một cái sự việc thông thường ở trước mắt, nhưng mà đã trình bày ra một cái đường lối tu tập cho những vị đồng phạm hạnh, cho những vị đồng phạm hạnh. Giống như là chỉ với một cái tiêu đề đó, nhưng mà ngài đã mượn cái đó vừa trả lời là ngài không có làm, mà ngài cũng thuyết pháp luôn. Đó là cái độc đáo thứ hai. Hơn nữa nó có một cái vấn đề thứ ba nữa, đó chính là khi mà ngài trả lời như vậy á, thì cũng giải quyết luôn được một cái chuyện là cho những vị tỳ khu ở hội chúng lúc bây giờ hiểu ra được, thực ra cái quá trình tu tập này nó vốn nó chỉ là những cái pháp khi mà có đầy đủ những cái nhân duyên thì nó sanh, và khi thành đạt được cái nhân duyên, khi mà chấm dứt những nhân duyên của nó thì nó diệt. Cái sự thành tựu của nó là như vậy. Nó vốn nó chỉ là cái tính chất của pháp vô ngã thôi.
chứ không có cái gì ở đó mà đáng phải phải tự hào, và đáng phải tự hào. Cho nên thông qua cái cách gì á, nó giải quyết được cái vấn đề. Sau này sẽ các vị tỳ khưu sẽ không có thể nào mà nói được là ngài là bậc tự cao, đã ý muốn khoe mình là pháp của bậc cao nhân, ý muốn khoe mình có sự thành tựu như thế này như thế này, cũng giống như mặt đất rồi nước rồi lửa vân vân. Thông qua cách trả lời này, ngài cho thấy là nó cái sự thành tựu này nó thật ra nó không có đáng là cái gì để mà ưa thích hết, không có đáng cái gì để mà ưa thích. Nó cũng ví như thế này, đúng là cái khía cạnh thứ ba nó có chiều sâu, thưa quý vị. Nó chẳng khác nào giống như là một người phạm nhân á, khi mà mình vừa mới bị bắt giam, bị ở tù xong, rồi sau khi đã mãn hạn được thả ra tự do, lúc bây giờ mình đứng ở, có cái phạm nhân nào mà đứng ở cái cửa trại giam mà la làng tự hào, tự hào về coi như là mình như thế này, mình như thế kia hay không? Đâu có ai khùng điên như vậy. Vừa mới thoát ra khỏi cái nhà lao là thôi lo, coi như là đi cho nhanh, đi cho lẹ, chứ còn không dám quay mặt trở lại nhìn nữa. Chứ còn đứng ở đó mà còn vênh váo rồi tự hào này kia nữa, thì cái đó là cái điều không hợp lý. Rồi cũng tương tự như vậy, giống như là khi mà mình thiếu nợ, mình thiếu nợ, rồi xong mình trả hết nợ rồi, lúc bây giờ mình không có nợ nần nữa, rồi xong từ cái việc mà không nợ nần ở lúc bây giờ mình tự hào, mình vinh váo cái chuyện này, không có ai khùng điên đi làm chuyện đó. Từ trước coi như là nghèo khổ, thiếu nợ gần chết, bây giờ mới thoát nợ, mới trả nợ xong thì thôi lo yên phận mà đi làm ăn đi, chứ còn đứng đó để mà vinh váo nữa thì chuyện này nó vô lý quá. Thì đó đó đó, cách trả lời này của ngài về tánh pháp vô ngã, thưa quý vị, nó nói lên cái điều đó, nói lên điều đó. Tức là ngài trả lời cái sự thành tựu này, sự thành tựu chẳng qua nó cũng mang cái tính chất của thực tánh pháp của giáo lý vô ngã mà thôi, chứ cũng chả có cái gì ở đó để mà đáng phải thích thú, đáng phải cao, đáng phải tự hào hết. Nó ngăn chặn được những cái sự bàn luận sau này. Cho nên thông qua sự việc này, chúng ta với một cách trả lời thôi mà đã nói lên ba cái yếu tố. Thứ nhất là trả lời cho Đức Thế Tôn là ngài không có làm. Thứ hai là hiểu được cái ý của bậc đạo sư, thông qua sự việc này cũng trình bày cho các vị tỳ kheo bạn đồng phạm hạnh về cái con đường tu tập. Và thứ ba là nêu lên cái giáo lý vô ngã đối với những bậc vô lậu, không có còn sự chấp trước. Cho nên về việc mà tự hào, thích hay là không thích, hiềm hận hay như thế này như thế khác thì nó vốn không có ở nơi các ngài. Đó là cái vấn đề thứ ba, quý vị. Cho nên ngài Xá Lợi Phất trả lời theo cái cách như vậy. Chúng ta ở đây, chúng ta đôi khi mình không hiểu, mình có thể nhìn thấy đó là một cái cách trả lời rất là dài dòng, nhưng mà thật ra không phải, không phải như vậy. Nó có cái ý của ngài, chứ không phải thay vì trả lời là vị tỳ kheo này cáo gian như vậy thì ngươi có làm hay không, thì thay vì trả lời là dạ con không có làm rồi thôi xong chuyện rồi, nhưng mà ngài trả lời theo một cái lối độc đáo, do bởi ba cái nguyên nhân đó, do bởi ba nguyên nhân. Và bây giờ mình đi vào cái nội dung của kệ ngôn pháp cú sư trình bày về cái ý nghĩa tí xíu nữa, là chúng ta nghĩ cũng vừa phải lễ rồi, lát nữa sư còn phải qua bên kia nữa. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không buồn nhơ, không hồ bị ấy.
cái đời sống nội tâm của phàm phu đó, thưa quý vị, nó giống như là một cái cọng cỏ rất là mong manh. Tâm của phàm phu mình đó, mà khi mà gặp lửa hay khi mà gặp những cái thay đổi một xíu thôi là bắt đầu nó quéo, nó quéo, nó teo lại được. Thì như thế nào đối với tâm mà phàm phu ta mà không, mình không có tu tập á, khi mình đụng cảnh á, khi mình đụng cảnh á, từ nơi thấy nghe người nhấm đụng á, thì lúc bây giờ mình sẽ biết được cái thực lực của bạn nào. Cho nên chính vì thế mà đối với một số những trường hợp các vị thầy thiền sư sau khi hướng dẫn xong những cái thời thiền, những cái thời thiền tu tập á, thì nếu mà mình muốn biết về cái khả năng niệm và tỉnh giác của mình như thế nào á, thì lúc bây giờ chúng ta nên có một cái sự thay đổi về cái môi trường sống. Bởi vì quý vị biết sao á, mình đừng có bao giờ mình quên rằng cái niệm và tỉnh giác nó sanh khởi là do bởi nó có những cái điều kiện thích hợp để nó sanh khởi. Vậy thì trong trường hợp những điều kiện không thích hợp thì nó sẽ như thế nào? Liệu nó có thể có chỗ đứng hay không? Chúng ta phải đặt câu hỏi như vậy. Chính vì thế mà mình test, mình muốn thử đó, mình phải đi ra cái đời sống sinh hoạt lúc mà mình quay trở về ngoài cái thời thiền tu tập. Ở đây sư không có ý là muốn nói quý vị là phải lao đầu chỗ như là ăn chơi nhảy múa, không có, không hề có ý đó nha. Chỉ thông thường thôi, mình sống thuận theo duyên thôi. Có nghĩa là mình học thiền trong cái khóa thiền đó chẳng hạn như 10 ngày hoặc là 15 ngày. Sau khi hết 15 ngày rồi thì mình quay trở về cái đời sống bình nhật thường ngày của đời sống tại gia mình, thì mình để ý xem ở hai cái thắc đó đối với cái công lực tu tập của mình lúc bây giờ nó đến cỡ nào, nó như thế nào. Quý vị biết đối với cái môi trường thuận lợi á, thì chúng ta dễ dàng có được những cái trạng thái tâm thiện. Nhưng mà khi gặp ở những cái điều kiện không có thuận lợi thưa quý vị, thì điều đó chưa chắc. Cho nên chính vì thế mà hồi xưa khi mà những vị thiên nhân mà muốn thử tâm lực của những vị Bồ Tát, thì lúc bấy giờ các ngài thường hay dùng cái năng lực của chư thiên của mình để mà kiểm tra, tạo thêm một số những cái cảnh lớn để xem coi cái mức độ tâm của các vị này nó như thế nào. Và ở đây sư nhắc đến về một chút về ba la mật. Quý vị biết ba cái giai đoạn mà chúng ta phát nguyện ba la mật. Thứ nhất là nguyện ở trong tâm, thứ hai là nói ra lời, và thứ ba là tiến hành thực thi. Thì ba pháp này thưa quý vị, nó có cái ý nghĩa của nó. Mới đầu mình suy nghĩ là mình sẽ làm chuyện đó thôi, nhưng mà chúng ta chưa có dám tuyên bố một cách mạnh miệng. Và khi mà mình đã có đủ dũng khí rồi, lúc bây giờ mình tuyên bố. Thì cái bước thứ hai này là thưa quý vị, nó cũng giống như là mình thức vậy đó. Cái bước thứ hai này nó cũng giống như mình thách thức đối với ngoại cảnh. Bởi vì lúc mà mình suy nghĩ không thôi á, thì đâu có ai biết là cái gì đâu. Chẳng hạn như sư cứ im, sư cứ im nghiêm, sư tu vậy thôi, thì mọi thứ nó bình thường. Nhưng mà nếu như mà bữa nào mà sư ăn trúng cái gì, ăn lộn gì mà nổi vitamin sung á, mình tuyên bố là tôi sẽ không bao giờ, coi như là không bao giờ bị cám dỗ bởi cái này cái kia hay là gì đó, nói ra thành lời, thì lúc bây giờ sẽ có người ta sẽ có pháp nó thử mình, sẽ có pháp nó thử mình bởi cái lời tuyên bố đó.
Thì điều đó như thế nào chúng ta có thể thấy rằng trong cái con đường tu tập của mình đó, chính cái ngoại cảnh nó cũng là một cái thước đo, nó cũng là một cái thước đo về cái tâm lực tu tập của chính mình. Xem coi cái sự bất động của tâm mình đối với cảnh nó như thế nào, đối với các pháp thế gian. Cho nên chính vì thế mà tùy theo trường hợp, chúng ta thấy rằng mới đầu mình tu tập á, mình nhiếp các căn lại trong cái oai nghi ngồi thì nó khác, bởi vì lúc bây giờ nó thuận lợi cho niệm và tỉnh giác nó sanh khởi lắm, bởi vì các căn nó đóng lại nhiều rồi và mình hạn chế rất nhiều những cái ngoại cảnh nó đi vào ở trong sáu môn, cho nên niệm và tỉnh giác của mình nó có thể là nó rất là trơn tru. Nhưng mà khi mà mình lăn xả vào trong cái đời sống bình thường á, lúc bây giờ nó khác. Và cái giá trị của chánh niệm và tỉnh giác ở trong cái đời sống bình thường, trong các hoài nghi, thấy, nghe, ngửi, nếm, đục, suy nghĩ, lúc đó mình tu tập ở trong những cái trường hợp như vậy, lúc bây giờ cái giá trị của niệm và tỉnh giác nó khác. Nó có sức mạnh hơn, thưa quý vị. Nó có sức mạnh hơn. Bởi vì nó phải nhanh, đủ nhanh, nhanh nhạy hơn thì nó mới có thể sống được ở trong cái bối cảnh đó, tồn tại được ở trong bối cảnh đó. Bằng không là rớt, bằng không là rớt. Chúng ta để ý coi, chúng ta ngồi thiền tọa, chúng ta nhiếp các căn lại, chúng ta dễ chánh niệm hơn. Mà nếu mà mình thử vừa đi bộ vừa chánh niệm đó, nó khó hơn rồi nha. Nó khó hơn à. Tâm của mình để giữ được cái sự bất động đối với cảnh, không có bị lung lạc, nó khó hơn, cái mức độ nó tăng hơn chút. Mình vừa đi mà vừa nói chuyện với người khác luôn, vừa nói chuyện với người khác, thì lúc bây giờ cái độ khó nó sẽ tăng lên. Bởi vì ngoại cảnh nó, cái bối cảnh cuộc sống lúc bây giờ nó nhiều hơn, ngoại cảnh nó đi vào nhiều hơn, thì đòi hỏi cái sức mạnh của việc tu tập của mình nó phải tương xứng thì nó mới đáp ứng được. Bằng không là mình không có theo kịp. Cho nên chính vì thế mà đối với một người á, mà khi mà đã luyện tập được nội tâm ở trong đời sống mà đạt đến được sự bất động đó, thưa quý vị, phải nói rằng đó là một vị A-la-hán, không còn một chút gì bất động, động đậy đối với các pháp thế gian, đối với năm dục, đối với sắc, vô sắc. Dù những cái sự dính mắc nó rất là vi tế thôi, chẳng hạn như mình chỉ có ưa thích thôi bây giờ tới thời giờ thiền rồi, đúng ra mọi hôm là mình phải giờ này mình phải hành thiền chứ, cho nên cái chỉ có một cái sự thỏa thích nhỏ đối với cái thiền chứ thôi, cũng không có đối với vị đó, cũng không có đối với vị đó, bởi vì đạt đến được cái trạng thái là bất động. Bất động cũng giống như là mặt đất vậy đó. Dù người ta có bỏ những đồ tốt hay đồ xấu gì ở trên đó thì nó cũng vẫn vậy. Nó cũng vẫn vậy. Đó là cái ý nghĩa của cái kệ ngôn pháp cú đó, thưa quý vị. Và ở trong trường hợp này, Đức Thế Tôn Ngài muốn nói đến trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất. Vì đó đã đạt đến được cái trạng thái bất động. Và đối với đời sống của vị này không còn cái sự luân hồi. Đức Phật Ngài xác nhận không luân hồi vị đó. Vị đó không có cái sự luân hồi. Rồi, sư xin chấm dứt cái bài học ở đây. Nghỉ trước một ít phút để sư thở oxy, lát nữa sư qua kia sư tiếp tục. Bây giờ phần còn lại sư mời lớp học của chúng ta làm những việc còn lại và chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Kha ạ. Sa Thú Lành Thai. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Quy Niệm đã chiết giảng từ dựng, thuyết giảng diện sự và ý nghĩa cầu pháp cú số 95. Cho hàng Phật tử chúng con để hiểu rõ và cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, hầu thoát khỏi tử sanh luân hồi. Chúng con kính thỉnh
Đại đức quỳ niệm chúc phúc cho đạo trang, vì con thấy thượng thọ minh hạnh đã rời rung, con kính thỉnh sư. Sithiya chanagatha sithamathu 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 idang phalang etasmin ratanatang yasmin sampasa dana chetaso. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức quỷ niệm. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi quang lâm đến đạo tràng, chứng minh cho lớp học được thêm phần phước báo. Chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của quý ngài. Chúng con thành kính chúc quý ngài thân tâm luôn an lạc, an vui trong đời sống phạm hạnh và đạo quả sớm nhiên thành. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ. Kính cảm ơn quý đạo hữu anh chị em đã yểm trợ cho phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính chúc tất cả quý vị hiện diện trong đạo tràng luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm mâu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính mời toàn thể đạo tràng lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng phước báo mà chúng ta đã tạo được ngày hôm nay, đến với chư thiên, các vị ân nhân, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân bằng quyến thuộc đã quá giảng hoặc còn hiện tiền. Luôn được an vui và sớm được đoạn trừ phiền não khổ đau. Sau đây Rang Đông xin đọc bài hồi hướng phước đến chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quang hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hồng vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệm chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não xôn yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trời chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diện tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không giải đức, nguyện sao đạo quả sớm thành. Y đăng nô nha ti năng hộ tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hộ tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng